Mục vụ tin và sống xin kính chào quý vị. Hôm nay xin kính mời quý vị lắng nghe bài đọc đức tin tựa đề Trùm khủng bố ISIS Hoàng Ương. Một nhà lãnh đạo cơ đốc khi nhận được cuộc gọi từ một người xa lạ xưng danh là Muhammad, ông giật mình, cảm nhận người gọi này có dính líu đến tổ chức khủng bố Hồi giáo cực đoan lừng lẫy ISIS. Và Muhammad không chỉ dính líu mà còn có biệt danh Hoàng tử ISIS, người mà hàng ngàn thành viên ISIS đã dâng lời thề nguyện trung thành. Ngoài điều hành tổ chức khủng bố ISIS, Muhammad từng thề nguyện dành cả đời mình để dạy kinh Quran. Thế nhưng một ngày ông bất chợt nhận ra sự vô lý trong niềm tin của mình và bắt đầu nghi ngờ. Ông sợ cả đời mình là một sự dối trá, và điều này để lại một khoảng trống ngày càng lớn trong ông. Trong cơn tuyệt vọng, Muhammad đã gọi đến tổ chức truyền giáo Leading the Way, và một người đã được cử tới để gặp Muhammad. Ông ta có thể giết tôi bất cứ lúc nào, nhà truyền giáo nói, nhưng tôi rất bình an vì có Đức Chúa Trời bảo vệ. Ngài chắc chắn có mục đích cho cuộc gặp gỡ này. Rồi tôi nghe rõ tiếng Chúa phán, hãy giản dị với người này. Cuộc gặp gỡ trò chuyện bắt đầu, và tâm trạng của Muhammad biến chuyển rõ rệt. Ông bối rối trước những tuyên bố vững vàng của nhà truyền giáo về Chúa Giê-xu. Những gì ông ấy nói đã đánh thức một gã Muhammad nguyên bản trong tôi. Tuy nhiên có một lúc tôi lại quên mất vì sao mình lại muốn gặp gã truyền giáo này. Và một ý nghĩ vụt qua, mình nên giết ông ta cách nào đây? Muhammad nhớ lại. Thế nhưng ý định giết người bỗng nhường chỗ cho lời cầu nguyện. Muhammad bị bắt phục cúi đầu cầu nguyện, xưng nhận mọi tội lỗi, ăn năn và tuyên bố đức tin nơi một mình Chúa Cứu Thế Giê-xu là cứu Chúa, là chủ cuộc đời mình. Ta nói cùng các ngươi rằng, hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời. Bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Trích trong sách Ma-thi-ơ đoạn 5 từ câu 44 tới 45. Lời cầu nguyện có thể biến những kẻ ác, những kịch bản độc ác nhất trở nên những bức tranh huyền hòa, bình an nhất trên cõi đời này. Bạn đã sẵn sàng cầu nguyện cho những điều xấu, kẻ ác, những hoàn cảnh nan giải, bế tắc quanh mình chưa? Câu gốc suy gẫm. Thật vậy, tôi không hổ thẹn vì tin lành đâu, vì đây là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Do Thái, sau là người Hy Lạp. Vì trong tin lành này, sự công chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ từ đức tin đến đức tin, như có lời chép, người công chính sẽ sống bởi đức tin. Trích trong sách Roma đoạn 1, từ câu 16 đến câu 17, muốn thật hết lòng.